Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi tổng hợp trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ghana trong khuôn khổ bảng G World Cup 2014 do bóng đá.com.vn thực hiện của báo thể thao Việt Nam. Xuất sắc đánh bại Ghana với tỷ số 2-1, nhưng Bồ Đào Nha đành phải ngậm ngùi rời World Cup khi kém hơn Mỹ về hiệu số phụ. Ngay ở phút thứ 6, Ronaldo suýt lập siêu phẩm khi dứt điểm đưa bóng chạm xà ngang. Phút 12, Ronaldo thực hiện pha đá phạt từ khoảng cách 25m khá nguy hiểm nhưng vẫn chưa đủ để đánh bại thủ môn Ghana. Phút 20, Ronaldo đánh đầu cẩn thận đưa bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Daouda. Bốn phút sau, từ cú treo bóng bên cánh phải, Asoma đánh đầu đưa bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Beto. Phút 31, từ một pha căng ngang không quá nguy hiểm của Veloso, John Boy đã bất ngờ đưa bóng vào lưới nhà và 1-0 cho Bồ Đào Nha. Hiệp 2 bắt đầu được 7 phút, Gian tung ra một cú dứt điểm rất căng từ khoảng cách hơn 30m, bóng đi chệch khung thành Bồ Đào Nha trong gang tấc. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, Ghana đã bất ngờ có bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 sau pha đánh đầu của Asama Gian. Phút 62, Gian tạt bóng rất thuận lợi cho Majed Waris. Tuy nhiên, cú đánh đầu của cầu thủ này lại đưa bóng ra ngoài khung thành Bồ Đào Nha. Phút 81, sau một tình huống phá bóng bất cẩn của thủ thành Daouda, bóng đến chân Ronaldo và quả bóng vàng 2013 đã không mắc một sai lầm nào để đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn 2-1. Phút 83, Ronaldo có thêm một cơ hội để ghi bàn, nhưng lần này anh đã không thành công. Những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Bồ Đào Nha vẫn rất cố gắng ép sân để có thể có thêm bàn thắng. Tuy nhiên, lưới của Ghana vẫn chưa thể rung lên lần nữa. Với chiến thắng này, Bồ Đào Nha dù có được 4 điểm bằng với Mỹ, nhưng đành phải chia tay World Cup khi kém hơn về chỉ số phụ.